Chào mọi người. Bữa nay là buổi sáng, mình ăn cơm sáng. Rồi mình hôm qua cho Yuki đi mua được mấy cái càng cua. Như đây nhiêu tiền ta? Nửa cua. Có giá là đúng là 8,5 cents, mà nó giảm giá còn 50%. Sale theo 50% còn 4,2 cents, 4,3 cents. Có 4 cái càng thôi mọi người. Mà nửa cái người đó 800 ngàn đó, 800 ngàn nè. Ăn thử. Tôi cho loại ăn thử. Bây giờ mình bỏ vô nồi mình hấp nha. Nó ít bán cái này lắm. Chỗ mình ở trên vùng cao nên nó ít bán cái này lắm. Hôm nay sao nó bán nên thấy rẻ mua về ăn. Bự, nó bự ghê luôn á. Bình thường nó ở đây mình chỉ ăn được cua tuyết thôi. Cua tuyết thì nhiều. Nhưng mà cua hoàng đế này thì hầu như là không thấy luôn á. Nó thì tự nhiên không thấy. Cho nên mua về làm cho ngoại ăn thử với lại mẹ Yuki ăn cho có canxi. Cho nên bé cho nó phải mạnh. Giờ mình lấy cái nồi bự như vậy ra xíu nước. Hấp, mình hấp đơn giản thôi. Làm cũng chẳng biết làm món gì á. Đâu có biết làm món gì đâu. Nên mình hấp. Hấp chấm với tiêu hay là muối ớt xanh gì đó ăn. Rồi, cũng về cái nồi hấp. Lấy cái nồi bự bự, lấy ba nồi bự bự nhất nhà mình nữa. Không biết vô nữa, không biết dừa nữa. Nồi bự nhất không biết dừa nè. Kê cái dĩa ở dưới là kê cái dĩa dưới. Cái dĩa cũng được hay lấy cái rồi cái dĩa cũng được, bỏ cái dĩa cũng được. Nó bự mà nó không có chìm cái nước được đâu. Không chìm cái nước được đâu. Hấp này hấp lâu không ta? Hấp lâu à. Bự quá mà. Nó còn bấm ra không? Thôi. Cứ bỏ dừa không? Không bỏ. Dừa mà. Dạ. Nghĩa không đóng lắp lại. Dạ. Bén lắm luôn á mọi người. Hôm nay mình không review món ăn món mà không là bị làm món ăn gì đó. Tại mua được nửa con cua bự nên review ăn này thôi, rồi mình ăn sáng. Làm mấy đồ ăn đơn giản để ăn sáng. Đó ăn sáng chứ giờ này cũng mấy giờ. Giờ này 11 giờ ăn trưa rồi chứ ăn sáng thì chắc bỏ bữa sáng rồi. Bỏ mình bữa ăn cơm sáng. Gì ta? Ăn cơm. Với trứng chiên. Đây, này làm đơn giản mấy món ăn cơm chứ không có làm nấu ăn như mấy bữa, mà chỉ hôm nay mình chỉ hấp cua thôi. Hấp cua hoàng đế thôi. Sáng dậy ăn cơm. Dậy trễ quá, hồi sáng hôm sáng dậy đưa Yuki đi học xong rồi về vô ngủ tiếp. Xong rồi giờ mới dậy ăn sáng. Ok. Xin chào cả nhà. Chào mọi người. Bây giờ là 11-12 giờ trưa rồi mà mình mới ăn sáng thôi. Do vậy trễ quá mà. Bữa nay mình đổi phong thủy, mình ăn buổi sáng, mình quay buổi sáng. Quay lại được. Đây hồi nãy đi hấp cua rồi, giờ ăn cơm sáng xong rồi mới ăn cua. Khi ăn cua đó ăn cho vui thôi chứ không có nào. Ăn chưa bự con cua. Mời mọi người ăn cơm. Mày ăn cơm. Ăn nè. Mong nguội ghê hơn. Thành ra chút yến nguội này mùi đông lạnh quá. Món ăn bên này là có một tọ không đọ. Cái này là ổ qua, xào thịt bò, trứng chiên, thịt kho tàu. Mà bây giờ là không đọ. Mình tháng đưa Yuki đi học mà lạnh trung. Mới làm đồ ăn ra là nó nguội. Mới là mùi đông ghét này á. Nấu đồ ăn thì màu thì lông chín. Mà làm ra ăn nguội ăn cũng ngon. Nguội căng luôn á. Ăn cái ớt lắm, căng ngon, nóng. Trái này rất mặn. Ngày hôm qua mấy đứa bạn nó lên á, trong công ty á, nó lên nhà chơi, được cái ăn bò né. Sáng còn nhiêu mình xào lại ăn. Khỏi làm. Tiện. Tối nay chắc có tiết rơi.
mà trời lạnh quá mà khó tiếng trời mà sáng ra mà mấy cánh đồng á trên đường đi á sương quả tiếng trời mà mấy cái sương á nó bị đóng băng trắng luôn cánh đồng hơi nước đóng băng mày kiếm gì mấy góc đây á trắng ngon vậy nữa trứng rồi mẹ tuyết tươi rồi mà vẫn trắng lạnh quá hơi nước nó đóng băng đói quá muốn đau bụng rồi. Để tới giờ này mới ăn cơm đói quá không này không ăn tới bữa 10 giờ mà bữa sáng em ăn sáng sớm không mặn hả cua đang thoi từng cục nó kính rồi sao không phải gọt luôn lần đầu tiên mình ăn cua này á của hành đế bên bên Nhật á, bên Nhật cũng mắc như Việt Nam mình nhỉ, nó mới rẻ như bên Mỹ đó, Canada này kia, mình thấy coi mấy video trên Mỹ đó, Canada đó, nó rẻ ò mà, còn bên này bằng giá bên Việt Nam, nhiều khi mắc hơn được hơn xíu. Anh Nhật là hải đảo nhưng mà đồ biển của Nhật nó bán ở siêu thị không hề rẻ, chỉ khi nhà mình ra ngoài mấy cái chợ mà chỗ người ta đánh bắt vô thì mặt may mới rẻ thôi nhưng mà nó cũng không rẻ như mình coi trên mấy video ở Mỹ hay Canada Nhật hải sản mất tại lý do tại sao hải sản mất là hải đảo mà. Nguyên cái đảo mà tại sao tại vì nhân công người ta làm mất cho nên là tại chi phí mất thuê mất mà nhưng mà nói gì như thằng Mỹ sao Mỹ nhân công nó cũng mất vậy rồi sao nó bán đồ ăn rẻ chắc là bên cái đó nhiều cái hải sản của con này nhiều các cái vùng này vùng biển này nó nghèo hải sản này nghèo là nguyên cái sao con nghĩ vậy á chứ đồ ăn nó mắc hoặc là không có người đánh bắt anh nghĩ là nó phải phát triển thủy sản chứ tại nó hải đảo cái đó là cái ngành nghề nghĩ là mình đầu tiên nó lại ngành hải sản hoặc là không có người chịu đi đánh bắt hoặc hả có khả năng là nó xuất đi hết rồi đồ của nó xuất đi hết rồi em cũng ít thấy cho nên nó nhập về không nó xuất chứ mấy cua tuyết này kia nó xuất đi thành ra nó ít đó, trong nước ít rồi nó thường nó nhập của mấy nước khác về ăn thành ra nó chắc là giá do vậy mà giá thành không thấp được thơm vậy đây tắt đi này thơm rồi thơm quá trời thơm luôn chuẩn bị khui nồi ồ nói vậy chứ cái nồi này bự lắm bạn nó bật đèn lên nó tối cái tay mình nó bự lắm ngón tay mình không xi nhê gì không xi nhê gì với cái càng nó luôn không bằng cái que đó nữa mà cái tay mình không bằng cái que đó nữa hay thiệt chứ khui gì mà bự dữ không biết để về đem ra luôn hả bé? Dạ. Để về đem ra luôn ha. Ừ. Để đâu như đây đi. Thôi giờ thôi, để ăn cơm xong rồi mình tắt bếp. Ăn cơm rồi mình sẽ lấy mình ăn. Hôm bữa coi mấy cái clip miền Tây nó chỉ rồi kho tàu không bỏ muối lúc mà ướp bằng ngoài hao á ướp đường ướp đường với bột ngọt với hành tỏi đâm nhuyễn thôi không ướp nước mắm luôn nữa nghe không nó mặn được bỏ vô cái nồi nước dừa đang sôi vậy đó cắn sát vậy luôn không cần bỏ nước màu nữa bỏ vô nồi nước dừa hầm cho mềm thiệt là mềm xong rồi mới bắt đầu bỏ nước mắm với gia vị nêm lại phải không? Con thấy mấy bài dưới miền Tây nấu vậy. Hay vậy. Họ nói là nấu vậy á thì cục thịt có hầm mấy ngày nó cũng không bao giờ cứng, mềm eo vậy hoài luôn á. Được, thấy rồi hay.
ở dưới ngoại con á, nấu thịt kho tàu mà để Tết á mẹ. Cùng mà bó lại mẹ. Sao ăn lúc nào nó cũng mềm mà. Mềm rụt luôn á, nhớ bữa mình ăn bánh mì không? Mình rụt luôn á. Nhưng mà sao này ăn không khoảng 2 ngày 3 ngày nó cứng. Vậy hả? Ừ. Này 2-3 ngày cứng. Trời chị em nêm muối với nước mắm lúc đầu á. Mấy bữa mới đầu mới kho thì mệt. Để bữa nào làm giống người ta chỉ thử coi. Bỏ của thịt chấm sát vô nồi nước dừa vậy đó. Giống như cái này như bữa mình thành cũng chưa tới à. Tại vì nó bình thường nó sẽ ra lần sợi luôn. Mình trắng cái đuổi nó sẽ ra lần sợi luôn. Cảm ơn bữa mình kho bình thường mình ăn thôi. Kho cạn nước dừa mình ăn thôi. Chứ không sao, nó kho là cạn nước dừa cái đổ nước dừa thêm vô. Cái nó mềm, cái sợi thịt nó đã, nó sợi lần sợi sợi luôn á. Hôm nay là thứ ba rồi. Từ ngày chai vô kia làm 4 ngày. Sướng. Sướng gì? Mình cứ làm 6 ngày. Mình cứ làm đến từ thứ 7. Tuần này làm thứ 3 tới thứ 6. Tuần nào mà làm ít ngày là mừng. Mong hết tuần rồi. Ừ. Tùy. Cuối tuần có người ở nhà chơi. Việc nặng này kia. Việc mà nhiều ngày kia mình thấy còn dài hơn. Ví dụ như ngàn vô làm 3 ngày 4 ngày hết hết tuần. Việc mình nhiều quá. Rồi. Áp lực quá. Áp lực quá mà thấy tuần nó dài. Chứ không phải cho ngày. Ngày khi làm 6 ngày luôn. Nhưng mà việc cũng nhàn nhàn, không có bị áp lực á. Nó làm 20 à. Ngon vậy em tới Việt Nam quá à. Mà không về được. Ngoại có nôn ngoại. Nôn không nôn rồi. Nôn rồi sao. Ngoại từng ăn tới Việt Nam. Ngoại mà ăn tới Việt Nam. Ngoại ăn tới Việt Nam nay 6 mấy năm rồi. Không ăn 1 năm. Ngoại quá chịu khó ba phụ nên không ăn Tết Việt Nam. Ừ. Mọi người chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Tết khoảng 20 là nhà anh hồi xưa là còn nhỏ á. 20 là bắt đầu là đi mua đồ Tết rồi. Đúng rồi, em mua đâu còn. Mua quần áo Tết, làm gì không còn quần áo Tết mà. Tao bán đồ đẹp hết rồi. Có mắc thôi. Nếu mua dần này là nó mắc nè. Mắc. Còn không mình phải mua sớm hơn. Vừa vậy giá không được. Tháng 12, tháng 11 là mình lo mình mua thì nó rẻ. Nhưng mà với cái thời điểm này nè, đồ mới đẹp nè. Tại vì người ta nhập mới về, người ta bán giá cao. Mà tầm này anh mà đi giải giá khó trả lắm. Người ta nói không mua là thôi, không có đồ mặc. Có nhiều người mua, khách hàng người ta hơn nhiều. Đó là đúng là cung không bằng cầu, cầu nhiều hơn cung thì mắc hơn. Quá ăn ở qua. Người ta đưa giá lên mình trả không được đâu. Tại mình không mua, có người khác mua, ta đâu có sợ. Lại một bình thường người ta bán một cái, người ta lời một lời một đi. Tết người ta bán một lời ba, một lời năm. Thì bán cho một người thôi là mấy người kia không mua và vẫn lời. Đó là do dịp Tết rồi chứ không phải là chặt chém gì đâu. Dịp Tết thì ai cũng mong tới Tết nên kiếm tiền. Để kiếm tiền chứ. Tết là tiền ra dữ lắm. Lại Tết là ngày mà mấy nhiều như thợ thầy hay là nhân viên người ta được thưởng nè. Xong mua. Đổ xô xài kỳ Tết xong. Hết Tết được, thì là hết tiền. Tiền trong túi của người ta nhiều. Cho nó phóng khoáng hơn. Là bình thường lương tháng eo hẹp. Lo bữa ăn bữa uống hàng ngày, tiền nhà, tiền đường, nước, tiền nước ra. Hết tiền, ta đâu dám xài. Còn Tết cái được thưởng. Tự nhiên đùng một cái, nhiều như làm tháng 10 triệu được thưởng thêm 20 triệu nữa, ba dột trời gấp 3 lần bình thường. Xài bắt 2-3 lần thôi. Cái đó là tâm lý rồi. Người ta tiết kiệm cũng được. Thì cũng có người tiết kiệm nhưng mà đa số người ta tiết kiệm, tiết kiệm chứ cũng xài hả? Còn cũng xài thẳng tay. Ví dụ như bình thường người ta xài 1, thì đó tiết kiệm cỡ nào cũng xài 1.5. Chứ không thể nào mà không xài được. Tết mà tâm lý chung mà nhỏ lớn mình đã sống trong cái môi trường như vậy, mình đã bị cái tác động vậy, không thói quen nó đến thành như vậy nhỏ lớn quá vậy hả. Với lại dầu gì một năm có một cái Tết à, tới hôm nay nhà mình đời người được bao nhiêu cái Tết chị tự xử hết, bà ngoại giao nhà cho mấy chị tự xử. Tự cúng kiến ông bà. Trong quên chứ không phải không rẻ.
Mà mấy chị biết cúng không ta? Biết không? Thì cũng cúng đại chứ. Cúng nói biết là phải có bài văn, bài này kia, nhưng mà có ai hiểu cái đó đâu. Đâu nói đâu, nói chuyện chứ đoạn mình cúng thôi chứ cúng, mình thành tâm là được. Chứ mà đâu nói như mẹ. Mình đâu cần nói đâu, mình nghĩ trong đầu cũng được nữa. Được, không biết đâu. Còn hết á. Nhiều không mẹ ơi? Còn hết á. Không hết rồi. Còn hết đi. Thêm đi, thêm này mà thôi ăn hết. Rồi múc tiếp. Nấu rồi dọn ăn cúng ngon. Cúng kiến người có cái bài dè. Chứ không biết gái như mẹ không, mẹ bài hay gái rồi này. Bài bái bái lại này kia rồi mấy cái chữ Hán tự hồi xưa người ta xài Hán chữ nôm chữ Hán hồi xưa. Có mẹ em cầu không, nếu mình nói, chồng mình nói là đúng á. Ý là mình nếu mình nói là mà cúng theo đúng á là nó phải có cái bài, ví dụ như mình cúng cái này phải có cái bài đó mình nói. Cúng ông bà bài này, cúng ông mẹ này, ông táo bài này, cúng đất này, nó có bài hết, nó có như rồi cái mấy cái đồ ăn á. Thịt nó không gọi là thịt, trái cây không gọi trái cây, mà nó gọi mấy cái từ Hán tự hồi xưa á. Mấy người nói mấy ông già hồi xưa biết chứ ai mà biết cho nổi. Bây giờ đâu biết đâu. Bây giờ là cúng thì chủ yếu là mình nghĩ gì thì trong đầu là được thôi. Chứ thần thánh giỏi lắm, thần thánh mình là thần mà. Thì mình nghĩ gì người ta không biết hết á. Qua đây mà bà ngoại cúng bà ngoại nói bằng tiếng Việt không á mọi người. Thần thánh mà. Là thần thánh tự dịch, tự thiên nam tự dịch. Có thần có người không? Nhiều khi cái người mình kêu chắc là tiếng của em đó không? Thần mà. Nè, đưa ông táo á. Bên đây mình có rước không? Thì thôi đưa phải rước chứ. Không đưa thì thôi, đưa phải rước. Không, ý là bên mình nè. Giờ mình có làm như giới Việt Nam không? Làm đi, làm. Thì làm. Cùng với bánh kẹo gì đó. Cái đưa ông táo. Cho mẹ đưa không? Làm để mình giữ cái phong tục của người Việt Nam. Để sau này mấy đứa con mình nó lớn rồi nó biết cái đó. Để cái nó giữ được cái nếp của Việt Nam. Không ít thì nhiều. Phải ăn cơm xong hai đứa đi cho trọt. Mua bánh. Không mà ngoại đưa con táo để con mua bánh cam. Bữa nay mấy con thèm bánh cam đó. À hồi xưa mình mới qua mình. Bữa nay hai đôi không muốn. Nói chung là không có thời gian này kia. Người nhà cửa cũng không tới đâu. Giờ gia đình đầy đủ, con cái này qua kia cũng có con rồi. Mới làm cho nó đầy đủ để nó biết nó là người Việt Nam. Em chạy đây mình ít á. Chứ chắc khu gia ô em nghĩ là. Rồi đợt mình nhớ mình đi ăn Tết gặp Việt Nam luôn á. Trời ơi. Cái khu gia ô gần chân Osaka á. Mình không có gần Osaka nên mình không biết Tokyo nhiều. Ở cái khu đó là khu đó là người Việt Nam ở rất là nhiều. Thì qua người ta qua khâu này cũng có mẹ. Rồi mấy người mà đi vượt biên hồi xưa mẹ. Rồi mấy người đi vượt biên rồi đi dạng như đi tị nạn cái kia nữa. Người ta sắp tập trung ở vùng đó nhiều lắm. Cái khu đó là khu người Việt không mà. Mà đợt đó mình đi chơi. Tới quán này kia mình tới quán mình ngồi coi mình chơi thôi. Còn mấy người hàng xóm người ta qua cho chúc Tết nha. Cái đứa nít qua chúc Tết, rồi ông chủ quán ông cũng lì xì với mấy đứa. Mình thấy cái cảm giác giống như em đang ở Việt Nam luôn á, không khác gì luôn á. Ý chang lắm mẹ. Ở vùng mình thì ít người Việt, với lại người mới tới, mấy cái người trẻ này kia, mấy đứa mới trẻ tuổi như cỡ mình cho chút. Ít ai lớn tuổi lắm. Người ta cũng chưa ổn định, cho nên không có mang văn hóa Việt về đây được. Còn cái vùng đó người ta ở mấy chục năm rồi. Với lại mấy người lớn tuổi thì người ta không thể nào đùng đùng cái người ta đổi theo Nhật luật liền, là vẫn giữ nếp Việt Nam cũ. Ở đây dùng của mình mà nói ở lâu á thì chỉ có hai anh em trong công ty với hai chục năm đổ lại hai chị kia mà ở xa lắm cho nên cũng không thành tích Việt Nam được. Chục năm đổ lại à? Ví dụ như tới giao thừa hay là Tết này kia thì mình chọn cái ngày cuối tuần á, cái ngày cuối tuần gần cái ngày giao thừa nhất á, rồi anh em người Việt Nam họ lại nấu ăn. Rồi ăn chung một bữa vậy thôi, rồi cũng lô tô đánh bài chơi rồi đổ bầu cua này kia đó, mình tự mang Việt Nam qua nhưng mà nó cũng không bằng cái vùng trên kia. Mình thấy lên đó mình thấy người ta tới ta chúc Tết lì xì rồi cũng có treo cờ Việt Nam nữa nha, treo cờ mẹ vô đó nó giống Việt Nam bình thường. Nó thấy mấy người ta sống lâu mà mấy người lớn tuổi rồi nguyên một cua luôn á mẹ. Bự quá mọi người, mỗi người một cái chân còn một cái càng để du kỳ. Con cua này là con cua 6 cẳng 2 càng. Ê chết xe rồi, dớ tiền nữa rồi. Chứ không phải là con cua 8 cẳng 2 càng. Con chim mua một rồi ăn vô cái con cua 6 cẳng 2 càng.
Không, em nghĩ là hai cái càng kia nó rớt ở đâu rồi đó. Rồi, bây giờ bắt đầu ăn. Bắt đầu review. Ừ. Ừ. Phim con không có sao? Ừ, có khi cần không có. Mấy bữa ông gom dục rác đó. Nhiều rác. Nhiều. Nó dài bữa là nó nhét mớ vô cái hầm hư. Tại mình không có xài mà. Vô mẹ, mẹ ngồi vậy lát là không thấy mẹ. Rồi, anh ăn cái này nha. Lấy là mẹ cái bự đi. Ngoài ăn cái bự này nè. Ghé review cho phòng ăn của cô ấy. Gần mà, nay ngay gần đó. Để lại. Được không? Gần mà. Được không? Mà phải lấy kéo cắt nè. Bấm cái đó ra mẹ. Nó xỏ tới nha, xỏ cái kéo vô mà cắt thôi. Ăn cái này trước để nó rất sạch ra hết uổng. Ăn cho vui thôi mọi người, chứ ăn vô đây không có no đâu. Ăn cái này cho vui thôi, ăn cho biết thôi. Ồ, cái này nó đâm nhọn đau. Trời ơi, cái này miếng cua này nó bằng cái chân mà nó bằng cái càng của bự. Ui da, đau quá nè. Mọi người coi cái gai của nó nè. Đâm đau lắm. Thật bự chà bá không, thì mình cắn nữa. Cái gai á. Ừ, đúng quá. Dài bộ. Dài. Nó đau quá. Cái cua này chân dài ghê ha. Mọi người mà ở gần đây á, mình thông báo là ở trên Big G á, Kia ông Big G á, nó có bán á, đang bán, đang giảm giá. Có 4/3 à. Ăn thử đi mọi người ơi. 4/3 lên 10. Làm nhiều cũng xài hết à. Ăn cho biết ý người ta, biết không? Thành biên cư gia mà có coi video này á, chạy nhớ chạy lên chứ để hết á. Hôm qua còn có 3-4 cái gì á. Ui da. Ờ, hai mẹ con ăn rồi hả? Nãy giờ con chưa được miếng nào nữa. Ăn ngày trước đi. Nào dễ ăn trước hả? Ăn lọt em này đi đau quá à. Ăn có bớt đi. Để máu luôn rồi. Ăn thử này thôi. Này, ớt xanh, muối ớt xanh. Không có cay, không có mặn luôn. Cưa chua. Thơm. Lỡ mấy con bấm cái này đã. À, có khi nào cua này là cua giả không? Giả là sao? Cua gì giả? Cao su quá hả? Ừ, ta bỏ cao su ra đi. Ta có làm con cua. Bé thì là tầm không? Con cua gì mà nhiều thịt dữ vậy? Thì tại vì con cua bự. Con cua này nó là bình thường thôi đó. Con này nó bự hơn nữa, có con bự hơn. Vậy nè, cắm vô. Rồi. Mình mua có nửa con thôi. Rồi, cắm, vậy nó mới có cảm giác. Con này chắc dài cũng phải là cả mét á, nửa mét á. Hơn nửa mét chứ, không phải. Cắn cái thịt cua mọi người, mà cua nó nằm đầy ở trong cái miệng mình luôn. Bình thường là ăn dễ gì mà được cái thịt cua mà đầy trong cái miệng đúng không? Cảm giác này nó khác với ăn cua nhỏ. Còn cái này á, nó bao hết cái miệng luôn á. Trời ơi, cái này mà hư á, hư tay mình á. Nó mà nghe chắc chạy lên nó mua liền. Bé nó khoái ăn cua hả? Nó khoái ăn đồ hải sản lắm, nó ăn cua liền của tôi lắm. Ngon quá. Nãy quên chụp hình gửi cho tụi nó. Để tụi nó biết nó dạy lên mua. Hôm qua nói My mua mà My thì mua. My hôm qua mua cua gì á? Cua tuyết. Cua tuyết lạnh. Cua tuyết làm sao? Hả? Cua tuyết làm sao? Cua tuyết là cua mà mình ăn hát sà tò đó. À, tò bự không? Nhỏ hơn mình mua. Nhiều 2 cm. Không, 2 cm mấy á. Mà 4 cái nữa. Ồ, ngoài 4 cái nữa nhưng mà nhỏ hơn. Cua ngọt cái nha. Thịt không mẹ? Ăn thịt mà đầy họng mình luôn á, chứ dễ gì mình ăn hải sản mà đầy họng được vậy. Mình nghĩ là ăn 1-2 cái càng là đã rồi mọi người. Là bằng mình ăn con luôn á. Ừ, nhớ. Này là bữa nay ba mẹ con một người một cái càng thôi đó. Cha lựa sao hay lắm, cha vô khi lựa hay lắm. Vừa thì nó vậy mà, một người như con cái. Cua hoàng đế như nó có chỉ 6 cẳng 2 càng thôi á. Giờ chưa cho du kia cái càng to nữa là. Bác mình lên mạng sợ biết liền rồi. Cua hoàng đế 6 cẳng. Có 2 càng này có 8. Còn mình thấy con cua bên mình cua đá nó. Dạ đúng rồi, cua bình thường. Cua bình thường là 8 cẳng 2 càng. Nhưng mà có khả năng là con cua này nó chỉ có 6 cẳng 2 càng. Bởi vì nó bán mình nữa có 3 cẳng 1 càng thôi. Mà thấy được không? Được. Ông chưa ăn nguyên trái cho. Ăn đi. Mày lấy nguyên cái cục của ba bự bự luôn. Mày nhỏ 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 ăn không đã. Ừ. Mốt bà nội Yuki mà qua á, mà có cua này nữa mình mua về ăn.
Em cắt xuống cho mẹ. Tại bình thường nó mắc lắm, nó tới giá nó gấp đôi luôn. Em cắt xuống cho mẹ đi. Ngọt ghê á. Bình thường nó giá nó gấp đôi, bữa nay nó giảm giá, không biết sao nó giảm giá rẻ ghê luôn á. Hôm bữa nó rẻ năm giảm 5 cent mấy rồi mà chưa có ai mua. Hôm nay nó giảm 4 cent mấy. Cái nách rồi cũng có lượng miếng. Hứng luôn á. Của ngoại nè. Coi của ngoại nè. Bự quá. Được không? Được không? Em phụ cho. Rồi lấy tay này. Ghê nhổ cái này mà cỡ cái càng á. Đi quay rồi coi nè. Anh rút ra, anh rút ra. Thôi, ngoại ăn, ngoại rút chứ. Ngoại rút ra. Ăn mà. Mà chưa cắt được này nữa hả? Mới để anh không đã cắt thôi, mẹ ăn cắt đi. Không mẹ ăn đi, mẹ ăn đi. Để nhiều ghê luôn bé. Nhiều quá nhiều luôn chứ. Nếu mà cái càng này á. Đáng của ăn này đáng một tiền á. Mà lọc ra hết đó mọi người. Nấu một tô bánh canh á. Mình nghĩ là lắm á. Đã lắm. Bự thịt lắm mà. Ồ nó bự bộ. Bự hơn ngón tay. Tay của người nhỏ lắm. Tay mình bự nè. Không xin nha. Bự hơn nữa. Không xin nha, xin nha. Nhiều muối vô. Tại vì lần đầu tiên mình ăn cua bự như vậy á. Nên mình thấy vui. Chứ chắc ai mà ăn hoài á. Bình thường. Cái người ta nói trời ơi. Ba mẹ con nó ăn có ba cái càng mà ba mẹ con nó làm thấy ghê. Là tại vì cua này rất là mắc mọi người. Thiệt. Cái dùng này không có cái này. Mà mình đặt mua về mắc á. Ăn không đáng không tiền. Bên đây nó rẻ mình mới mua á. Tiền đâu mà mua mà ăn dữ vậy. Nói chứ bên này đâu phải đồ ăn mắc là mình mua đâu mọi người. Đi siêu thị ai cũng phải lựa đồ rẻ hoặc là giảm giá hay sao chứ đâu có ai mua đại mua đùng đâu. Nhà nghèo con đông mà. Nhà nghèo hai đứa con. Ngon hả mẹ? Ngon quá. Ôi ăn thấy càng bự rồi hả? Hấp anh cũng có ra. Nhanh dòng nước. Ăn ăn cho lẹ. Lẹ đó không có cho nó đâu nhà đừng xin. Lẹ đó dành ăn của mẹ vô. Mẹ ăn đi, mẹ ăn đi. Nữa thôi. Giỡn lá dữ rồi thôi. Bự ha. Ăn đi mỗi người một cái chân mà mẹ. Đã dữ rồi. Quá trời luôn, còn đây nữa. Bà còn đâu hết rồi ngoại. Mẹ ăn đi. Bà ngoại mấy bữa nay qua được ăn hào, được ăn cua bự lần đầu tiên ăn. Vui. Lại cái mùa nữa. Ngay đúng cái mùa. Mà sau đó năm nay hơn á chứ mấy năm đâu có đâu. Mấy năm mấy cái tỉnh. Làm như người Việt mình tăng cái là người Việt mình ăn để nó không dễ bán hay sao. Việt Nam không có khi nào bỏ ra mấy triệu mua ba ăn cua gì đâu mọi người. Hồi sáng mình nói bốn cái càng này 800 ngàn mà bà ngoại nói hai đứa con mua chứ mẹ là mẹ không có mua đâu. Mấy bà già. Mẹ ăn đi. Thôi, mẹ ăn vô rồi quá đã rồi. Ui, cái càng của mình mới là đã nè. Thấy mình tách đẹp không? Mình nói của bà ngoại với anh Quân tách không thấu. Quân nó tách cái này cắt dễ tách lắm. Bình thường mà. Như kia mình nói chịu ăn cái này á, mình cũng ráng mình bỏ tiền mua cho nó ăn. Mà đại ca nhà mình không có chịu ăn gì hết trơn. Trường cái càng vậy thôi, chắc chiều nay hai mẹ con hưởng. Đừng nói trước, nói vậy thôi ta. Hè. Ngoài. Không ngoài. Ngán rồi con người, quá trời đã luôn. Nhận là một cái này. Nãy cái càng của mẹ nó có bự bằng của con. Bằng. Có mấy cái càng của mẹ thiếu. Nè, coi đi. Của mẹ nè, cái này bự mà. Của mẹ bự bằng của bé nữa đó. Cho ngoài cái càng bự nhất. Đâu đây chấm muối tiêu xanh coi, nãy giờ chưa chấm muối tiêu xanh. Quá trời ngon luôn. Mình đã rồi nha. Ê, em thấy chấm muối tiêu xanh ngon hơn. Nó thơm hơn. Chấm muối tiêu xanh ngon hơn nè. Nó không bị mất mùi. Muối ớt xanh, hơi xanh. Dạ, muối mẹ ăn đi mẹ. Con lộn mẹ nè. Thôi mẹ không ăn nữa. Em ăn đi, mẹ chắc mẹ không ăn nữa. Ăn cái này bởi vậy cái này mà một người ăn không hết đâu, ớn lắm, ngán lắm. Hay là nãy mình ăn cơm rồi á. Không phải đâu. Cái này nhiều quá. Ăn một người ăn mà ăn hết nguyên cái đó là ăn không nổi. Nè,
Nên ta phải chế biến món ở cái này á, mà miếng cua nè, miếng cua, miếng mà miếng nấu sạc cua, miếng mà nấu bánh canh á, mà bỏ hết cái càng này vô lột ra rồi ăn đã luôn á mẹ. Nhiều thịt lắm á. Mình hấp là sao nó khô khô, nó không có được ướt. Hấp đâu á? Chắc chạy chắc chín quá. Không, với lại hồi nãy mình mua là đông đá. Mình nghĩ là đông đá nó dính vô hay vậy. Ở Nhật không có cái cua này đâu. Ở Nhật chỉ có cua nhện, cua 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 nhện mình chưa dám ăn, tại mình thấy ngoài cái mua cái mai của nó lông dữ quá. Sợ. Cua nó giống như con nhện nhện. Cua túi. Dạ, nó sợ. Còn cái cua hoàng đế này á là chỉ dùng mấy biển như Canada, Mỹ nó có thôi. Ừ. Vậy là không thấy mà. Maika, bé này mình đặt tên là Maika. Maika. Nó sướng hơn chị nó rồi. Hồi xưa mình có bầu Yuki á. Ăn cua. Có ăn cua mà. Mình đâu có ăn cua này đâu. Không ăn cua này thôi. Tại là xưa đâu có bán đâu mà ăn. Có bán rồi mất. Thấy cái mạng á. Gửi về mình không dám, mình không thấy đợt mắt á, mình không dám mua. Còn nay bán siêu thị mình ra mình thấy đợt mắt mình mua. Chứ bỏ tiền ra mua về ăn không được, uổng tiền. Nói cái mạng bán nhiều. Mình thấy cái bán gì? Bán con gì? Raptor. Con Raptor á. Đẻ mua gì? Review cho mọi người coi. Nhưng mà mắc quá, ngán tiền. Hôm bữa mình hỏi cái dùng một ký mà một lá mấy. Mà nghĩ mọi người nghĩ con cua mà một ký thì chắc được mấy con. Cho nên là ngán tiền. 2-3 con vậy. Ừ. Tùy con cua, tùy con bự. Cua này là chắc nó còn chứ gì. Nó sống ở biển sâu nè. Này là nửa con của nó đó. Bởi vậy nửa con mà nó chìm càng ghê ha. Ừ. Con nghĩ là một con nó phải nặng hơn ha, em nặng hơn ký mà. Ừ. Con nghĩ là ăn một cái càng là được rồi đó. Chứ ừ. Ăn bây giờ nó cái càng này á, con cua này mà cái càng nó chắc cỡ cùng tay của Yuki lận á. Cái này phải chế biến món ăn, chứ ăn vậy không ớn á, ngán á. Mới đẻ mẹ, em bé mới đẻ á. Đã càng. Chắc cái càng này bằng cùng tay của em bé. Bự thôi à. Không ăn nè, cái này bự hơn cùng tay của em bé mới sinh. Vậy hả? Bự hơn chứ. Em bé mới sinh đi lớn ớn, ớn. Gì? Ngon thiệt. Nhưng mà nó ăn hải sản nhiều cũng bị tăng trong máu hả? Nhiều quá. Con nhìn ăn nhiều quá bị tăng canxi á. Canxi gì? Tăng huyết áp đây nè. Hôm bữa đi khám 130 rồi, bữa nay ăn thịt bò, ăn cua, ăn hải sản rồi. Vô ống chuỗi nữa, bác sĩ cũng ra nữa. Thôi, không xài cho cái thao này thôi. Cơm giấy cũng được rồi. Không lấy thao rồi. Sao? Thôi, tạm biệt mọi người đi. Ngoài rồi, tạm biệt mọi người. Ngoài, rồi mình dọn. Thôi, anh nói rồi. Cũng review của hoàng đế rồi. Để chuẩn bị nghỉ ngơi, lát đi làm. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video tới giờ phút này nha. Mình review chơi thôi nha. Còn ai mà ăn thường xuyên thì đừng có nói ba mẹ con mình xàm nha. Ăn có ba cái càng, cũng review. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ like và chia sẻ nha. Chia sẻ cho mọi người.